Rồi, em xin chào cô chú chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em nha. Hôm nay cũng lâu quá em không có ra clip chia sẻ cho cô chú chị còn xem. Thì nói chung là lúc này công việc của em rất là nhiều cô chú chị. Có một mình nè, ruộng nương nè, bò dê nè, thì vô hái cà pháo xong đi về đi làm show âm thanh nữa. Nói chung không có thời gian là clip cô chú chị. Rất mong cô chú chị các bạn thông cảm nha. Thì nay em cũng vô gò để em cắt ba cái cỏ gì cho mấy con bò con dê á. Thì sẵn em quay chia sẻ lại cho cô chú chị các bạn xem cái đám cưới của em. Thì lúc ẩm cái đám cưới này em xạ là bữa 27 sáng 27 sáng 27 âm lịch anh chị. Rồi xạ tới chiều ngon quá ngon. Quốc đám mưa qua trời qua đất luôn cô chú chị. Quốc đám mưa tưởng đâu bữa đó xong rồi mấy ngày sau mưa liên tục luôn. Rồi em nói là cái đám cưới em nó trôi hột cái ráo rồi. Em không thèm quan tâm nó luôn cô chú chị. Em không thèm quan tâm nó luôn, không thèm xạ lại nữa mà. Thì em lấy cà pháo em ghim vô hết cái gò của em luôn. Em chủ yếu là trồng cà pháo luôn, không có quan tâm đến cây quế nữa. Đó, thì nay cũng cả chục 11 ngày rồi. Nay em trở lại đây thì em thấy quế nó lên quá trời luôn. Nên em muốn quay lại chia sẻ cho cô chú chị các bạn xem. Rồi, thì bây giờ mời cô chú chị các bạn cùng theo dõi video của em nha. Nha cô chú chị, này nó lên nè. Quá trời quá đất. Mấy chỗ này là nó dày nha. Mấy chỗ này nó dày. Còn chỗ đó là rạng 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 nè con chị thấy không? Nó rạng rạng vậy rất là ok nè. Nữa đỡ tỉa. Đây là cà pháo em ghim hết nha con chị. Mét mét mấy cây nè. Thì hiện tại bây giờ cái quế nó còn hơi nhỏ nên em cũng quay nó chưa có thấy rõ có gì của chúng chị các bạn thông cảm ha. Nè, cà pháo em nè, khoảng cách trồng khoảng mét mét cây nha. Đó, quế nó lên quá trời nè, cô chú chị các bạn thấy không? Đó, lên quá trời. Này thì đặc hỏm là em xả chay nha. Em xả chay là không có cày đất gì nha anh chị. Tại vì em xả ngò xong á, em xả ngò xong rồi người ta nhổ ngò rồi cái em xịt thuốc cháy lên là cái em hốt em rải nó lên. Này con số nhỏ nó bị lấp nó lên sau còn số nó lên trước nó bự bự vậy nha anh chị. Đó. Lên nói chung là vậy cũng rất là ok con chị. Trên màn hình thì cô chú chị các bạn có thể xem được ha. Nó có mấy cái bờ trên đó đó, mấy bờ trên đó là đâu 3-4 khúc gì à, nó bị thưa nha con chị, tại mưa quá lớn bữa đó xối quá xối, hổm em tưởng đâu đi hết rồi, ai về nay nó lên gì là thấy ok nha, vậy là nhiều rẻ con chị, xạ mùa mưa đừng có nên xạ dày quá nó cũng bệnh dở lắm, xạ thưa thưa nữa cái này nó vậy chứ em tỉa nó còn thưa dữ nha anh chị, chứ không phải ấy đâu, mà em tỉa thưa em cắt một lần à, chứ em không có em không có cắt nhánh nha, cắt nhánh giờ đợt hay đợt nó chết nguội hết á, chết nhá. Nè, nó thưa vậy chứ mốt đợi vài bữa nó đi nó bự lên chút xíu nữa rồi em sẽ quay chia sẻ lại cho cô chú chị các bạn xem cà pháo của em nha, em trồng ổn là tính là trồng cà pháo rồi đó, không có quan tâm quế này nay nó lên quá trời lên thì sẵn để em quay chia sẻ cho anh chị xem. Thì hổm giờ cũng có nhiều bạn hỏi là quế mình xạ cỡ bao nhiêu ngày thì mình mới rải phân cho nó, thì anh chị xem nè. Thì quế mình xạ cỡ vậy nha, nó một cặp lá, hai cặp lá, ba cặp lá gì nhỏ 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 vậy là mình bắt đầu rải phân cho nó ha, đặng nó dựa tốc độ nó dựa lên nha anh chị, nó dựa lên rồi khi tầm cỡ 17 18 ngày hay 20 ngày vậy đó là mình bắt đầu mình tỉa ha, là mình tỉa xong rồi á là mình mới dập phân nặng vô cho nó nha anh chị. Từ khi tỉa xong mình dập phân nặng cho nó đặng nó phát tốc độ nha, chứ lúc nhỏ này thì nói chung là nó hơi bị chậm lớn nha đó. Lúc nhỏ nó hơi chậm lớn nên mình phải đi phân thường cho nó, đi phân thường cho nó để cho nó lẻ lớn á anh chị, đi phân thường cho nó lẻ lớn mà ure trắng cũng được, còn khi nào mà nó tỉa xong mình phải dùng ure xanh nha, và mùa mưa này mình nên kết hợp NPK tím nha anh chị đó. Thì nhiều bạn hỏi là mình quế mình cỡ bao nhiêu ngày là mình phải phun ngừa bệnh cho nó, thì hiện tại bây giờ nó nhỏ nhỏ vậy nè anh chị, nó nhỏ nhỏ vậy mình cũng chưa có cần phun ấy đâu, đợi nó cao cao chút xíu cỡ 5 phân gì đó là mình bắt đầu mình phun ngừa ha, lá nó bự bự là mình bắt đầu phun ngừa ha. Thì ở đây thì trước giờ em cũng phun những loại thuốc bình thường em cũng chia sẻ cho anh chị rồi rất là nhiều video rồi, như là Arobat nè, Vali nè, Karuke thì Melody, Mobrai, Ra Atara rồi Radiant. Đó thì chỉ có nhiêu đó dòng qua dòng lại thôi, Tùng Sin rồi đó. Nhưng mà cái lúc nhỏ như thế này chúng ta phun ngừa á,
mình đừng có cộng cái chai vali vô ha. Khi mà quế mình tỉa rồi mình hãy cộng chai vali vô, thì mỗi bình bình mỗi mỗi cái bịch đó là mình phun cho một bình hai bình máy, mỗi mỗi gói thuốc hai bình máy. Còn cái thuốc nào mà có cái Atara Hamoprai right, thì mỗi gói nó là mỗi mỗi bình vậy là bốn gói ha, bốn gói Atara và bốn gói Hamoprai right nha. Đó, thì cái đó là chủ yếu, cái này là trừ con rầy thôi chứ không phải là bệnh nha anh chị. Nhiều khi anh chị nó nghĩ bệnh vàng lá cái mua thuốc bệnh xịt 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 không, nó đâu có hết đâu. Thật sự đó là con rầy nó chích thuốc bên dưới cái lá chúng ta vậy nè. Nó đen đen nó chích ở dưới bình la dưới lá, mình không để cái nó lộ vàng lên mình nghĩ đây là bệnh, cái mình phun thuốc bệnh lên càng xịt bệnh vô nó càng nóng, nó càng nóng thì nó sẽ si cái cây liền, tại vì mình cứ nghĩ nó bệnh. Thật sự đó là con vi nấm kêu nó khuẩn xám xám tro đó, tại cái này kêu gọi rầy khói đèn, nhưng thật sự đó là con vi khuẩn vi nấm nha. Thì lúc như mùa mưa vậy nè anh chị, mùa mưa vậy mình phun thuốc là nên lúc nhỏ là mình nên phun sát khuẩn cho nó với cái thằng chống lở cò rễ ha. Tại mưa đi nắng lại là nó nóng nó dễ bị ấy lắm. Như cà pháo của em thì em mà hổm em mới phun cái thằng nano bạc tặng cho nó chống lở cò rễ nè, thì chống vi nấm khuẩn này. Là lúc hổm á, lúc hổm em bơm gốc kiểu như em cái bình xịt chụp á anh chị, em canh ngay vậy nè, em chụp nó em trồng xuống trong đông bữa hai là em chụp ngay gốc vậy nè. Còn nay thì quế nó lên về thì mai mốt em có xịt nano bạc đó, em có xịt nano bạc thì em sẽ quay chia sẻ cho anh chị xem. Thì cả ngày dặn bữa hai nữa em rải phân cho nó nha anh chị, nó cả ngày là nó đang đang lớn nè, thì bây giờ em chị bữa hai nữa em sẽ rải phân cho nó, cho nó dựa lẹ lên đằng tỉa nha anh chị. À khẩm từ đông mất cái đó rồi nay lên quá trời luôn anh chị ơi. Thì hiện tại bây giờ nó còn nhỏ quá thì quay đứng xa góc rộng đó, nên nhiều khi không có thấy rõ đó. Anh chị thông cảm nha, chứ nó lên quá trời nè anh chị đó. Nhìn rất là nhiều, vậy là dày rồi đó nha anh chị, thấy thưa thưa không thấy gì chứ vậy là dày đó. Để về bữa nữa nó bự lên đi rồi em sẽ quay tiếp cho anh chị xem. Hổm em phun lại con rễ nano bạc cho cà pháo rồi, mốt em phun cho quế sau, tại hổm em không thấy quế lên đó, nên em chỉ chụp chụp cây thôi. 10 11 ngày nay mới vô nha anh chị. Đó. Lên quá trời luôn. Dày 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 anh chị nhìn vô nói thưa chứ thật sự nữa không thưa nha. Thưa về em chịu chịu cái gì nha. Dày quá em không có chịu nữa. Đó. Cái này là em xả lan, em không có tủ rơm, không có cài đất gì trồng cà pháo hết nha. Đó. Nè, chị thấy nè. Rọi sát xuống vậy anh chị mới thấy nha, chứ giờ cao cao cũng không thấy lắm. Đó. Lên rất là nhiều luôn anh chị, sình quá sình, sáng lội vô sình nè, vậy thấy không, nhìn thấy nha, cái này mình thấy được vậy là nữa nó dày lắm nha anh chị. Nữa mình tỉa là nó hơi căng á, chứ phải nó rằng rãng gì vậy không là nữa tỉa ngon lắm, em phái thưa thưa vậy nè. Thì khi nào em rải phân em sẽ thuốc gì có gì em quay chia sẻ lại cho anh chị xem nha. Với nhiều khi cũng có một mình á thì em quay cũng hơi khó, nó không ra clip được, cô chú chị cũng thông cảm nha. Nó lên về nè, nhìn như vậy thì chắc anh chị không thấy rồi, nhưng mà em rọi sát này anh chị thấy nè ha. Sình quá lội vô đi trơn trạc quá anh chị nè. Lên vậy là vậy cui luôn nha anh chị. Thì bữa hai nữa em rải phân ạ. Bữa hai nữa em rải phân thì có gì em quay chia sẻ cho anh chị xem. Thì lúc nhỏ này ure trắng phú mỹ thôi, khi mà tỉa rồi hãy dùng ure xanh hay là nào bị cá tím để nó bự bự mới kèm đó. Chuyện này em chuyển qua em phun bên dòng nano nha anh chị, nano chứ không có phun mấy cái kia nhiều. Thì lúc nhỏ em chủ yếu phun nano để cho nó sát khuẩn là không có vi nấm nhiều, không có vi nấm rằng nó không có bị hạn chế rầy khói đèn nha. Khi nào mà gần tẻ rồi em phun đa vi lượng vô cho nó, một từ một lên rằng rắn rất là đều luôn anh chị. Thấy vậy ra chứ nữa là nó khác nha anh chị. Có mấy cái bờ cho đó 3-4 lùm cho đó là hổm mưa xối quá xối mất tiêu ra.
rạng rãng gì nha anh chị. Đại học này cả mười mấy ngày nay học cái vô rồi thấy nó mất tiêu hết không, tự nó mưa xối rủi hết nên bỏ không kèm máy ghim cà pháo bỏ luôn. Vậy là nhiều nha anh chị. À, thì đại khẩm em cũng có lúc em xả cái đám này nè thì em cũng có nói với cô chú anh chị là em hết hạt giống, hết hạt giống để em tạm thời em ngưng, nhưng mà hên lại là ông bác em ông không có ai nữa, ông để lại cho em 35 kg nên em bán đi tới tháng 2 được nha anh chị. Thì anh chị nào có nhu cầu trồng hồng quế thì cứ liên hệ em nha, em còn hạt giống tới tháng 2 nha anh chị, tới tháng 2 đặng em có giống mới nha, cũng lúc đó là trồng lấy hộp được rồi đầu tháng 2 ha. Còn bây giờ thì hạt giống cũng hổm em cũng lấy đi, con bác cũng lấy đầu tháng 2 lựa với em, ông còn ông để lại cho em bán cho anh chị đó. Thì anh chị nào có nhu cầu trồng thì cứ liên hệ em ha, số Zalo của em là 0378338060. Rồi thì mốt em có để những cái dòng sản phẩm đi nano sinh học đó thì em xài sau thì em chia sẻ như vậy cho anh chị. Thì anh chị có nhu cầu mua thì em để cái đường link ở bên cái trang trưng bày TikTok shop của em á, thì anh chị có nhu cầu vô nhấp vào đó mua ha anh chị. Thì cái này em sẽ sử dụng nano bạc đặng sát khuẩn quế từ nhỏ. Rồi thì bây giờ em cũng đi cắt cỏ cho bò nha anh chị, em tạm thời kết thúc video tại đây nè, liềm vào chuẩn bị cắt cỏ cũng kết thúc video tại đây ha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn vào video tiếp theo của em. Cô chú anh chị các bạn thấy video em hay cho em một like, một lượt đăng ký nha. Rồi em xin chào.